Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 16 tháng 6 năm 2021 mọi người. Thì cũng đã rất lâu rồi. Thì em hôm nay em mới bán hàng trở lại mọi người. Đấy, thì dạo này thì hàng hóa nó cũng hơi bị ít nha mọi người. Đấy. Thì hôm nay bà con về được chừng đây cái về nhà hàng. Thì em đã chia ra từng cái hình rồi. Thì mọi người xem được hình nào thì mọi người chốt hình đó nha. Thì giá hạt ảnh này là ở vùng rừng Tu Mơ Rông của Kon Tum nha mọi người. Đấy. Thì có toàn bộ là 16 hình. Đấy. Lô giá hạt 16 hình nha mọi người. Đấy. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó. Đấy. Rồi thì trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Mọi người gọi điện cũng được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi thì cũng thời điểm hôm nay thì em cũng xin lưu ý là một số cái vùng trên cả nước mình thì đang dịch Covid này kia, thì chung có một số chỗ cách ly cái này kia thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề mà nhận hàng. Thì cô chú anh chị nào mà ở vùng cách ly thì mọi người vui lòng hôm nào hết rồi thì mọi người đặt hàng, nhiều lúc nó vào rồi thì cũng khó giao nhận hàng mọi người. Đấy. Thì nó cũng rất là khó khăn, hàng đi gửi đi gửi về cây tươi nhiều lúc nó cũng ấy, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Đấy. Thì em cũng xin lưu ý như vậy. Thì hôm nay không mua thì hôm sau mình ngồi tiếp tục mua mà ở sao đó. Đấy. Thì mọi người cũng hết sức chia sẻ và thông cảm. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Đấy, hàng toàn bộ là hàng bóc rừng hết nha mọi người. Đấy, hàng bóc rừng ở vùng rừng Kon Tum. Thì mà không hoa thì sổ số thôi. Đấy, nên mọi người xem được hình nào thì mọi người chốt hình đó. Đấy. Rồi. Đầu tiên là cái hình 1 dãy hạt Tu Mơ Rông nha mọi người. Đấy. Đầu tiên là giá 350.000 cho cái nguyên bản dãy hạt này. Đó, thì em này là một em dãy hạt nguyên bản mọi người. Đấy. Thì đang là có hai cái mầm luôn nhưng mà hai mầm tơ và một kiến con này nữa. Đấy, là tổng cộng là 3 mầm nhưng mà. Đấy. Thì hàng này là hàng nguyên bản bút rừng này. Đấy. Cây cũng khá là đẹp mọi người. Này nguyên bản thì mọi người chỉ về trồng thôi, chờ sổ hoa thôi mọi người. Cây rất là đẹp. Cây nói chung là sổ số thôi, chẳng biết nó là nó như thế này nó ra mặt hoa gì. Thì hàng về là em bán luôn. Đấy. Rồi đầu tiên cái nguyên bản số 1 giá là 350 nha mọi người. Đấy. Nói chung em cố gắng cân đối giá cho đầu ra đầu vào nha mọi người. Nói chung thì vào nó cũng giá cũng khá là người dân đi rừng cũng khá là vất vả nha mọi người. Thì hàng cũng rất là khan hiếm nè. Đấy. Nên mọi người hết sức chia sẻ trong những vấn đề này thì em cũng cố gắng hết sức thôi. Đấy. Rồi hình 1 giá là 350.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình số 2. Hình số 2 là giá 350 luôn. Đây cũng một cây nguyên bản rồi. Đấy, nguyên bản từ rừng về. Đấy. Thì cây cũng rất là đẹp rồi. Đấy, nhìn cũng rất là sáng sủa nhưng mà. Đấy. Các thân già thì nó vàng. Đó. Vàng, còn cái thân tơ cũng thế nhưng mà nó nghi màu vàng hơn. Đó, cây lá thì nhìn rất là cũng gần gút, rất đẹp rồi. Đấy, lá rất là dày này. Đó. Các cái còn thân này nó hơi màu đỏ dưới vàng này. Rất là độc đáo nha mọi người. Rồi hình số 2 giá là 350 nha mọi người. 350 cho cái này, mầm này tầm hơn 20 phân nha mọi người. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 giá cũng 350. Thì em này là một em nguyên về này. Đấy, cái này thân già thì nó xanh. Đấy. Thân tơ nó nhìn khá là xanh luôn nhưng mà. Đấy, rất là đẹp. Đó. Đây, cây này lá thì nó cũng dạng lá bầu. Đấy, khá là đẹp luôn, mặt dưới này mặt trên này. Đó, cây nhìn rất là sáng sủa nha mọi người. Rồi, đó là hình số 3 giá là 350 nha mọi người. Để cho cái em này rất là đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp theo hình số 4. Hình số 4 giá 300 nha mọi người. Đó, cây này một cây nguyên bản này. Đó. Hiện lên được một cái mầm tơ đây. Đó. Và có một cái trái này mà. Đó. Cây thì lá nó cũng lên gần. Đó. Rất là đẹp mọi người. Đấy. Thì chiều dài của nó 20 phân. Cây này cây nguyên bản. Đấy, nguyên bản bốc rừng rồi nhưng mà. Đấy. Rồi, hoa sổ số đó nha mọi người. Đấy. Trái của nó này. Nhưng khá là anh luôn nhưng mà. Đấy. Này mọi người về để nó to lên dẹp hạt. Đấy. Rồi, hình số 4 giá là 300 nha mọi người. Này. Rồi, tiếp theo hình số 5, giá 250. Thì em này cũng là một em nguyên bản nhưng mà. Đấy. Đây, thân tơ của nó đây. Đây này, mặt dưới này. Đó, thân già thì nó hơi màu đỏ nè. Đỏ như thế này. Đó, thân tơ này. Đó, lá này nó cũng dày nha mọi người. Đấy. Có các cái gân sọc chỉ trắng trên lá này. Đó. Có chỉ trên lá này. Đó. Rồi. Đó là cây nguyên bản số 5 giá 250 nha mọi người. Rồi cho cây này quá đẹp. Rồi hình số 6, giá cũng 250 luôn. Đó là cây nguyên bản này. Đó, nguyên bản có cái con gì nó khép vào trong này. Đó, thì đây. Đó, cây nhìn rất là đẹp nha mọi người. Rất là ok. Đó. Đó, cây quá đẹp. Đó. Trên lá nó cũng có gân nhưng mà nhìn quá đẹp. Đó, hoa số thôi, em chẳng biết nó là hoa gì nè. Nguyên bản mà. Rồi hình số 6 giá 250. Tiếp theo hình số 7 giá cũng 250 luôn. Đó, đây cũng cây nguyên bản này. Đó, đang lên một cái mầm rất là đẹp. Đó. Này thì lá tre bản lớn nhưng mà. Đó, nhìn cây cũng rất ok. Thân đỏ nhưng mà. Rồi, hình số 7 giá là 250.000 mọi người cho cái gì nguyên bản cái hạt này. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là có các cái phần kiến dạ hạt 200.000 mọi người. Đấy, cái này là các cây nhỏ hơn. Đấy. Thì đầu tiên nè, hình số 8. Hình số 8 là cây giá 200.000 mọi người. Đấy. Đây em lấy một em đó. Cây khá là đẹp rồi mọi người. Thì thân già nó đỏ này. Đó, thân tơ nhìn nó rất là xinh. Đó, mặt hoa sổ số thôi. Rồi, nguyên bản nha mọi người. Rồi, hình 8 giá là 200.000 nha mọi người, cái đó đây. Đấy. Tiếp theo hình 9. Hình 9 giá 200.000 luôn. Đó. Cây này thì cũng nhìn nó phớt phớt hồng hồng nha mọi người. Đấy. Lá thân nó nhìn nó hơi phớt phớt hồng hồng. Cái thân già của nó đây, nó cũng đỏ đỏ đây. Đỏ tím tím hồng hồng. Đấy. Đấy, lá chân thì lá mít này. Đấy, lá đồng xu. Đấy. Nhìn rất là đẹp mọi người. À, hoa sổ số nha mọi người. Kiến này như kiến dinh luôn. Đấy. Tiếp theo hình 10. Hình 10 giá cũng 200 luôn. Đó, em này cũng cây nguyên bản nha. Nguyên bản này. Thì cũng có một mầm tơ này, hai mầm tơ này. Một mầm nhỏ này dưới nữa nè. Đó. Cây khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, kiến này kiến dinh hoa sổ số nha mọi người. Rồi, cây rất là đẹp. Đấy. Hình 10 giá 200. Tiếp theo hình 11 giá 200 luôn. Đó. Đây cũng cây nguyên về này. Đấy. Lá này thì lá này rất là bầu luôn nha mọi người. Bầu. Đấy, cái thân tơ đỏ này. Đấy. Này kiến dinh chưa sổ số, nó chưa sổ hoa là nha mọi người. Đấy. Cái nó đẹp luôn. Rồi, hình 11 giá 200. Tiếp theo hình 12. 12 giá cũng 200 luôn. Đó, em này cũng nguyên về này. Đấy, thân tím này, lá cũng phớt phớt không có thân hồng này. Lá cũng phớt phớt hồng hồng này. Đấy, kiến này chưa sổ hoa lên nha mọi người. Đấy, kiến riêng, đấy, rất đẹp. Đấy, mọi người mua về sổ số nha. Đấy. Rồi, hình 12 giá 200. Tiếp theo hình 13 giá 200 luôn. À, đây cũng em nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản kiến, đấy, kiến dinh luôn nha mọi người. Đang lên cái cây rất là đẹp luôn này. Đó. Đó, lá đồ nhìn rất là ok. Đó, nguyên bản cây đẹp mọi người, lá cứng cáp. Rồi hình 13 giá 200. Tiếp theo hình 14 giá 200 luôn. Đây cũng em kiến này. Đấy. Thì thân lá nó cũng hơi phớt phớt hồng hồng này, cái thân già cũng như thế này. Đó, này là kiến sinh nhưng mà kiến sợi sổ hoa này. Đó, người về sổ hoa chơi. Đấy. Nếu mà khó đẹp thì ok thôi. Đấy. Rồi hàng 14 giá 200. Tiếp theo hàng 15, hàng 15 giá 200.000 luôn. Đó, cây cũng nguyên về nha mọi người. Thằng cũng khá là đẹp. Nhưng cũng rất là mạnh khỏe nha mọi người. Rồi, em này thích hợp trồng đứng đường nha mọi người. Này về trồng trậu đứng. Đó. Rồi hình 15 200. Cuối cùng hình 16 giá 150 cho 2 về. Hai về này nó nhìn nó cũng tạm tạm được. Này bán giá cho một người sưu tầm này 150 nhưng mà này kiến rinh này. Này cũng kiến này. Đó. Thằng già cũng nó cũng hơi xanh xanh này. Thằng tờ đây. Rồi hay xô nhưng mà ra được cây gì thì là hai cái đó, dưới này là một cái mầm này. Đó là 150 cho hai cái dây này nhưng mà hình 16 giá 150. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện cũng được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng và tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh Kon Tum suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và xem cái video này. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.